Dạ vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời chào tất cả các bác nhé. Tiếp tục thì clip mới ngày hôm nay nữa thì Thắng Hoàng sẽ đưa các bác trải nghiệm và khám phá về một chiếc đẩy công nghệ đời cao cấp. Đấy là dòng mạch Class Y, dòng model Sun, với cái model nó là PCI 15.2, công suất 1200W một kênh, được chạy sử dụng dòng nguồn xung và được thiết kế đời mạch cao cấp. Đấy là dòng mạch Class Y. Đấy, thì trong video ngày hôm nay thì Thắng Hoàng sẽ giới thiệu chi tiết sản phẩm và báo giá luôn cho mọi người. Và chiếc đẩy này thì nếu như các bác có nhu cầu sử dụng đặt hàng thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Thắng Hoàng qua số điện thoại 0969800985. Mọi người có thể là ủng hộ cho Thắng Hoàng một nút like và cập nhật những video giới thiệu sản phẩm hàng ngày, thì mọi người hãy nhấn đăng ký ủng hộ cho Thắng Hoàng nha các bác nhé. Đấy, một thiết kế phải nói là quá là đẹp mắt đúng không mọi người. Thì thiết kế này nó có tích hợp luôn cho các bác, đấy là cái đèn này hiển thị LCD ở mặt trước, nó sẽ hiển thị cho các bác bao gồm là nhiệt độ và mức độ volume để cho mọi người có thể là tăng chỉnh hai bên kênh cho nó tương đồng như nhau. Đấy, thì với cái dòng main công suất lên đến 1500W như thế này thì mọi người có thể là sử dụng súc kép côn 100 hoặc là phun đôi 40 côn 100, súc kép 50 côn 100 nhé các bác nhé. Đó, rất khủng, rất khỏe và chất lượng âm thanh rất là hay bởi cái dòng mạch cao cấp này. Bây giờ thì Thắng Hoàng sẽ đưa mọi người đi từng chi tiết cho thiết bị này. Và thiết bị này nếu như bình thường ra mua giá nó cũng khá là đắt, tầm chục triệu, hơn chục triệu đồng nếu như hàng bãi các bác nhé. Thì con này thì Thắng Hoàng sẽ bán cho các bác giá vô cùng rẻ thôi. Đấy, bí mật cho các bác một chút là giá sẽ rẻ nhưng mà sẽ công bố sau một chút nha mọi người nha. Mọi người hãy cùng khám phá về chiếc đẩy này với Thắng Hoàng ạ. Đây. Vâng, đây là thiết kế nội thất của sản phẩm này. Đấy, của sản phẩm này. Về cấu tạo thì nó được sử dụng nguồn xung. Nguồn xung thì nó thiết kế cái bộ điều chế nguồn, nó nằm ở mặt trước. Thì nguồn xung thì nó chạy điện áp thì nó luôn luôn ổn định hơn, cho nên là chất lượng âm thanh nó cũng đảm bảo, nó cũng tốt. Đấy, kèm theo đó nữa là sử dụng một trong những cái dòng công nghệ tối ưu nhất hiện tại bây giờ, đấy là Class Y. Đó, các bác có thể nhìn xem. Tất cả đều đang còn rất là đẹp nha mọi người nha, tất cả đang còn rất là đẹp luôn. Đấy, và đây là nó có nguyên một cái khối hộp lọc nguồn ở đây cho mọi người nha, khối hộp lọc nguồn ở đây cho mọi người nha. Đấy, đây các bác có thể xem, đây là phần tụ nguồn, nó được sử dụng tụ 250V, tụ nguồn 250V. Đấy, cái này là cái lớp vỏ bọc của nó nha các bác nha, lớp vỏ bọc của nó nha. Đấy, đấy, nó bọc nhô lên. Đó, tất cả nó sử dụng keo cao áp đính hết lại, không có thay thế còn tụ nào hết ở trong đây nha mọi người nha. Đó, mọi người có thể xem kỹ cái chi tiết cái sản phẩm này. Thì cái phần ở trên đây nó là dạng khuếch đại, cho nên là cái nhiệt độ nó cũng cao, cho nên là cảm giác là nó bị sẫm màu, ngã màu đi. Đây cũng như vậy các bác nhá. Đấy, đây cũng như vậy nhá. Đấy, nó bị ngã màu đi. Đấy. Bây giờ là các bác hãy xem phía sau của sản phẩm này. Đây, phía sau của sản phẩm này thì cũng rất là đầy đủ chi tiết để cho mọi người có thể là gạt chỉnh theo ý của mình. Đấy, bao gồm chế độ Sitte, Mono, Bright và chế độ độ nhạy gain lớn bé từng kênh. Nó sẽ phân ra hai vùng độc lập trên và dưới. Đó, có rắc cắm loa, chạm vận loa đầy đủ luôn cho mọi người. Và có rắc Canon đầu vào và link tín hiệu ra bằng Canon luôn cho mọi người nha. Đó, đây các bác nhìn cái dàn phép và sò của nó nằm ở phía dưới đây này. Đấy, phép và sò nó nằm ở phía dưới đây nha mọi người nha. Nói chung là máy móc thì các bác cứ yên tâm, Thắng Hoàng sẽ bảo hành cho mọi người. Sản phẩm này là 3 tháng và nếu như hoạt động hoặc sau thời gian bảo hành có vấn đề gì thì các bác cứ liên hệ Thắng Hoàng sẽ hỗ trợ tiếp tục cho mọi người để mọi người xử lý cái sản phẩm này. Thì Thắng Hoàng cũng xin báo luôn cho mọi người với cái mức giá tiền cho con đẩy này luôn. Đấy là 7.500.000 đồng nha mọi người nha. Khá là rẻ phải không ạ? 7.500.000 đồng. Đấy. Thì với lý do là như thế nào thì bây giờ thì Thắng Hoàng cũng sẽ chia sẻ thực tế luôn cho mọi người. Thì ở đây thì các bác có thể nhìn thấy một cái bo này. Đấy, nó nóng này, nó hơi bị ngã sang màu một chút. Cái này thì tất cả Thắng Hoàng đã rửa và đã được lau sạch sẽ, gọi là làm vệ sinh chi tiết cho, gọi là rất là chi tiết cho cái chiếc đấy này rồi. Đó,
chi tiết cho cái chiếc đáy này rồi các bác nhá. Đây đây, ví dụ như nó có những cái vết nè, mình rửa đi nó nóng mà các bác, thì những cái lớp tráng sơn của nhà máy thì nó sẽ chóc ra mất một chút đó. Các bác có thể cạo sơ chút là nó chóc này. Cái này thì Thắng Hoàng thấy nó chóc ra thì cũng chấm chấm cái mũi hàn ở đây để cho nó tiếp mạch thôi đấy, chứ cũng cái máy này cũng không có sửa chữa gì cả các bác nhá, yên tâm luôn đấy. Thắng Hoàng vẫn còn bảo hành cho các bác luôn và cam kết với các bác là máy đang còn nguyên bản luôn nha mọi người nha. Đó, chỉ với 7.500.000 đồng thay vì những thiết bị bình thường như thế này với công suất như thế này 10 triệu đồng thì các bác chỉ có chấp nhận một cái lý do nhỏ như vậy thôi để các bác mua, với mức giá tiền được giảm đi đến 2.500.000 đồng đấy, cũng rất là ok đúng không các bác, rất là dễ chấp nhận thôi đấy. Vâng, và số điện thoại thì Thắng Hoàng cũng để ở đây rồi, mọi người có cần thêm về cái thông tin sâu hơn chi tiết hơn về sản phẩm này thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho Thắng Hoàng hoặc là nhắn qua Zalo cũng được đấy, và đặt hàng thì các bác cũng có thể là gọi qua số này cũng được. Vâng, và thì nhớ mọi người hãy ủng hộ cho Thắng Hoàng một nốt like và đăng ký kênh để cập nhật những video hàng ngày nha mọi người nha. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi yêu mến ủng hộ của tất cả các bác, xin chào toàn thể các bác.